thanh toán, chuyển tiền hay nhận lương, bất kỳ một thay đổi nào về số dư tài khoản sẽ được ngân hàng thông báo cho người dùng thông qua số SIM điện thoại. Thông tin này được đăng ký ngay từ khi mở tài khoản tại ngân hàng. Thưa quý vị, muốn thay đổi, khách hàng sẽ phải tới ngân hàng điền thông tin và chờ làm thủ tục. Giả sử mỗi khách hàng mất 5 phút thì với hơn 100.000 khách hàng đang có SIM 11 số có tài khoản tại ngân hàng này, ước tính sẽ phải mất khoảng 8.000 giờ để chờ làm thủ tục. Đại diện ngân hàng cho biết có thể sử dụng thuật toán để chuyển đổi tự động thông tin của khách hàng có SIM 11 số. Tuy nhiên, ngân hàng không thể tự làm vì vướng rào cản pháp lý. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chủ tài khoản và các cái dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng thì tất cả các thay đổi phải xuất phát từ khách hàng. Trong số 60 triệu thuê bao SIM 11 số hiện nay, có không ít thuê bao đã ngưng sử dụng hoặc đã chuyển cho người khác sử dụng nhưng chưa kê khai lại thông tin với ngân hàng. Do đó sẽ có nhiều rủi ro nếu ngân hàng tự chuyển đổi. Khách hàng đã thay đổi số thuê bao từ trước đó rồi và số thuê bao 11 số hiện nay lại thuộc về người khác. Thế cho nên là cái tính chính chủ cũng sẽ là một trong những cái rủi ro mà ngân hàng cũng sẽ phải giải đáp. Thông tin giao dịch của chủ tài khoản sẽ có thể bị lộ lọt ra cho khách hàng bên ngoài. Hạn cuối để chuyển đổi SIM 11 số sang 10 số là ngày 30 tháng 6 năm 2019. Các ngân hàng cũng sẽ cho phép các dịch vụ SMS Banking, Mobile Banking được sử dụng song song hai loại SIM tới thời hạn trên. Sau đó sẽ dừng sử dụng các tài khoản SIM 11 số nếu không chuyển đổi.